Vụ tai nạn khiến nhiều người chết, trong đó có hai tài xế của xe khách và xe bồn. Chính vì điều đó mà nhiều người đặt ra câu hỏi về người bồi thường cho những nạn nhân trên là ai. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, thì nguyên nhân xảy ra tai nạn trên là do xe bồn chạy quá tốc độ, đâm vào xe khách 16 chỗ đi cùng chiều phía trước và đã có lỗi vi phạm các quy định của luật giao thông đường bộ 2008. Hành vi của lái xe bồn vi phạm luật giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người. Tội danh và hình phạt được quy tại khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, do lái xe bồn đã tử vong, vì thế trong trường hợp lái xe bồn là lái xe thuê được trả lương thì chủ sở hữu xe bồn hoặc là công ty vận tải sở hữu xe bồn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình của các nạn nhân theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Còn trong trường hợp tài xế xe là chủ sở hữu của chiếc xe trên thì tài xế xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Tuy nhiên, tài xế đã tử vong, vì thế việc bồi thường là rất khó. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm với quý vị về điều 601 Bộ luật dân sự năm 2015. Thì bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, khi nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới. Và tiếp theo nữa là chủ sở hữu, tức là người chiếm hữu và sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ, phải bồi thường thiệt hại khi không có lỗi, trừ những trường hợp sau đây. Điểm A là thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại, và thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ một số trường hợp có quy định khác theo pháp luật. Và trong trường hợp này, tài xế xe không phải là chủ sở hữu xe bồn mà là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải HS, địa chỉ ở tại thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai là chủ xe và thuê lái xe, thì đơn vị này phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự đối với các nạn nhân.